Chào khán giả, ngày hôm nay mình quay, mình đứng ở bờ kè gặp dàn chị Hương, mình quay xà lan cho khán giả xem nè. Đây có hai chiếc ghe nhỏ, ghe xa càng nhanh luôn. Rất là lớn khán giả, ở từ dòng sông Mekong chảy xuống này gặp dàn chị Hương.